chào các bạn Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái mẫu móc gắn chìa khóa xinh xắn như thế này ha Mẫu của mình nó sẽ có chiều cao tầm khoảng 6 cho đến 7 cm nè Các bạn có thể tăng giảm size tùy thích hoặc là mình cũng có thể đổi màu ha Bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết Đầu tiên thì cần tạo cho mình một vòng tròn Móc và kéo len qua vòng tròn Giữ nguyên vị trí này móc lên một mũi móc xích Móc vào vòng tròn ta vừa tạo là 6 mũi móc đơn. Mũi móc đơn đầu tiên. Móc đơn thứ hai. Móc đơn thứ ba. Mũi móc đơn thứ tư. Móc đơn thứ năm. Và mũi móc đơn thứ sáu. Khi có được 6 mũi móc đơn rồi mình sẽ nắm sợi len ngắn guốc mạnh lại cho vòng tròn của mình nhỏ lại. Sau đó di chuyển kim đến chân của mũi móc đơn đầu tiên. Các bạn sẽ móc vào đây cho mình một mũi giờ để ta kết thúc vòng đầu tiên ha. Lưu ý khi kết thúc mỗi vòng móc để cho cái mũi dời của mình khi kết thúc nó không có bị điểm g thì kéo dài sợi len và nghiêng sợi len về hướng tay cầm kim móc. Cuốt thật mạnh lại cho cái mũi dời của mình nhỏ lại. Sau đó mình sẽ kéo cho đầu kim sát lại với sợi len nè. Móc lên một mũi móc xích. Ta sẽ hoàn tất được vòng đầu tiên ha. Vòng đầu tiên có 6 mũi móc đơn sẽ tạo ra 6 chân cho vòng thứ hai. Vòng thứ hai các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là mũi tăng ha. Mũi tăng tức là hai mũi móc đơn vào cùng chân móc chân đầu tiên móc hai mũi móc đơn nè chân đầu tiên là chân mình móc mũi giờ kết thúc vào phía trên ha sau đó làm tương tự cho mình cho năm chân còn lại mỗi chân ta cứ móc mũi tăng ha chân thứ hai nè móc mũi tăng chân thứ ba cũng móc mũi tăng chân thứ tư cũng tương tự ha hai mũi móc đơn vào cùng chân móc chân thứ năm cũng móc hai mũi móc đơn cùng chân móc nè và chân thứ sáu cũng móc cho mình mũi tăng Sau khi hoàn tất được đến cuối vòng thì vòng này mình sẽ có tổng cộng là 12 mũi móc đơn ha Tăng được 6 mũi so với vòng bên trên Tiếp tục kết thúc vòng, đâm kim vào chân của mũi đầu tiên ở vòng này Móc một mũi dời Nhớ khi kết thúc mỗi vòng nè, kéo dài sợi len Nghiêng về hướng tay cầm kim móc Quốc thật mạnh lại cho cái mũi dời nhỏ lại sau đó kéo cho đầu kim sát lại với sợi len nè ta sẽ hoàn tất được vòng thứ hai ha tiếp tục đến vòng móc thứ ba nè thì vòng móc thứ ba các bạn sẽ móc cho mình theo công thức ha mình sẽ móc công thức là một mũi móc đơn sau đó là mũi tăng chân đầu tiên móc cho mình một mũi móc đơn được mũi móc đơn vào chân đầu tiên chân thứ hai móc mũi tăng như vậy là ở vòng móc thứ ba này mình sẽ có được cụm móc như thế này ha một móc đơn sau đó là mũi tăng các bạn sẽ móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng ha chân kế bên một mũi móc đơn chân kế tiếp sẽ là mũi tăng nè ta sẽ có được cụm móc thứ hai tiếp tục cụm thứ ba một móc đơn sau đó là mũi tăng đến cuối vòng thì hai chân cuối cùng cũng tạo cho mình được cụm thứ sáu ha một móc đơn sau đó là mũi tăng ở chân cuối cùng như vậy là khi kết thúc vòng móc này mình sẽ tạo ra tổng cộng là 6 cụm móc như thế này tăng được 6 mũi so với cái vòng bên trên ha. Kết thúc vòng nè. Móc lên một mũi móc xích. Cái vòng móc thứ ba nó sẽ giúp cho cái phần vòng tròn của mình nó có cái độ rộng ra hơn ha. Vòng móc kế tiếp mình sẽ tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ của cái hàng mà mình vừa móc nè. Ở đây công thức của mình là một móc đơn sau đó là mũi tăng. Thì cái số mũi móc đơn lẻ là cái mũi này nè. Ở đây mình có một mũi thì bây giờ các bạn sẽ móc cho mình là hai mũi mỗi chân ha. Chân đầu tiên luôn luôn là chân mình vừa móc mũi giờ kết thúc cái vòng phía trên nè. Một móc đơn. Chân kế bên cũng móc một mũi móc đơn. Khi có được hai mũi móc đơn mỗi chân thì chân kế tiếp móc mũi tăng. Như vậy là ở vòng móc này mình sẽ có được cụm như thế này ha. Hai mũi mỗi chân sau đó là mũi tăng. Móc đơn tự cụm này cho các chân còn lại cho đến cuối vòng. Hai mũi móc đơn mỗi chân. Mũi thứ nhất nè mũi thứ hai sau đó sẽ là mũi tăng ta có cụm thứ hai ha móc tương tự cho đến hết sau khi móc đến cuối vòng thì ba chân cuối cùng cũng tạo cho mình được cụm thứ sáu ha là cụm cuối cùng ta sẽ tăng được 6 mũi cho vòng móc này giúp cho cái vòng tròn của mình nó dần dần rộng ra hơn nè tiếp tục kết thúc vòng cũng đâm kim vào chân đầu tiên móc một mũi dời sau đó guốc lại cho mũi dời nhỏ lại và móc lên một mũi móc xích Đối với những bạn nào mà muốn tăng size thì tiếp tục tăng cho mình thêm nhiều vòng móc nữa ha. Vòng móc kế tiếp các bạn có thể tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ lên thêm một mũi. Ở đây mình dừng lại ở cái vòng móc thứ tư này với cái độ rộng này rồi thì các vòng móc kế tiếp mình sẽ móc đều và không cần phải tăng mũi. Mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn. Thì cái vòng móc thứ tư mình vừa hoàn tất nó sẽ tạo ra tổng cộng là 24 chân móc cho vòng móc kế tiếp. Thì từ vòng móc kế tiếp là vòng móc thứ năm, thứ sáu và thứ bảy, các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân làm một mũi móc đơn. Ta sẽ có 24 mũi móc đơn và 24 chân ha. Mình sẽ gặp nhau ở hàng móc thứ 8. Thì sau khi các bạn đã móc cho mình đến hàng móc thứ 7 có 24 mũi móc đơn vào 24 chân thì lúc này cái phần thân nó sẽ có cái độ sâu xuống nè. Hoàn tất được cái vòng móc này rồi đến vòng móc thứ 8 các bạn tiếp tục tăng mũi để cho cái phần thân của mình nó dần dần rộng ra hơn ha. Để tăng mũi thì mình dựa vào cái vòng móc tăng mũi gần nhất thì ở phía trên vòng móc tăng mũi gần nhất của mình là hai mũi móc đơn mỗi chân sau đó là mũi tăng là cái vòng thứ tư ha vòng tăng mũi gần nhất thì các bạn tiếp tục tăng tịnh tiến tí cho mình cái số mũi móc đơn lẻ lên nè ở đây mình có hai mũi mỗi chân thì bây giờ các bạn sẽ móc cho mình là ba mũi mỗi chân ha mũi thứ nhất vào chân đầu tiên nè tiếp tục mũi thứ hai và mũi thứ ba khi có được ba mũi mỗi chân rồi chân kế tiếp móc mũi tăng thì như vậy ở vòng móc thứ 8 này mình sẽ có được cột móc như thế này ba mũi mỗi chân sau đó là mũi tăng Các bạn sẽ móc tương tự cụm này cho mình cho các chân còn lại cho đến cuối vòng ha 3 mũi móc đơn mỗi chân nè Mũi đầu tiên, mũi thứ hai và mũi thứ ba Sau đó sẽ là mũi tăng ha Mình có được cụm thứ hai nè Móc tương tự cho đến hết vòng Sau khi móc đến cuối vòng ta sẽ có được tổng cộng là 6 cụm móc Tăng được 6 mũi ha Kết thúc vòng Đâm kim vào chân của mũi đầu tiên móc một mũi dời guốc lại và móc lên một mũi móc xích thì cái vòng móc thứ 8 mình vừa hoàn tất sẽ tạo ra được tổng cộng là 30 mũi móc đơn có 30 chân cho vòng kế tiếp thì lúc này cái phần thân nó sẽ có cái độ rộng ra hơn rồi nè để ý ở phía trên mình sẽ có 3 hàng móc móc đều thì bây giờ các bạn tiếp tục móc cho mình ba hàng móc móc đều ha và cái số mũi móc nó sẽ bằng với cái số của cái hàng tăng gần nhất ở đây mình có 30 mũi thì móc cho mình 30 mũi móc đơn vào 30 chân các bạn sẽ móc cho mình ba hàng móc tương tự như vậy ha. Mình sẽ gặp nhau ở hàng móc thứ 12. Thì sau khi đã hoàn tất cho mình được ba hàng móc móc đều thì phần thân nó sẽ có cái độ sâu hơn ha và rộng ra ở phía dưới nè. Mình sẽ dừng lại ở cái hàng móc tăng này. Đối với những bạn nào mà muốn tăng mũi thì các bạn cứ tăng tiếp tục cho mình ha. Một vòng thì mình sẽ tăng còn 3 vòng thì mình sẽ móc đều. Và cái số mũi tăng nó cũng dần dần tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ lên một mũi nha. Đến phần móc thứ hai thì lúc này nó đã có được một cái độ sâu cho phần thân rồi. Hàng kế tiếp mình sẽ bo lại cho cái phần thân của mình nó bít lại ở phía dưới ha. Để bo lại thì mình cũng dựa vào hàng tăng mũi gần nhất. Hàng tăng mũi gần nhất của mình là cái hàng này, có 3 mũi mỗi chân sau đó là mũi tăng nè. Thì các bạn sẽ bê cho mình cái số mũi móc đơn lẻ mỗi chân này xuống phía dưới ha. Những bạn nào mà tăng mũi thì cứ bê cái số mũi móc đơn lẻ xuống phía dưới. Mình có 3 mũi mỗi chân. Mũi đầu tiên, mũi thứ hai và mũi thứ ba khi có được ba mũi mỗi chân rồi ở hàng tăng bên trên chân kế tiếp mình móc mũi tăng còn lúc này mình móc mũi giảm cho nên các bạn sẽ chụm cho mình hai chân liên tiếp lại thành một mũi ha cách chụm như sau nè ta sẽ đâm kim vào chân móc kế bên kéo len qua chân móc các bạn lưu ý khi mà mình kéo len qua chân móc mình đừng có kéo dài cái mũi móc quá mà các bạn sẽ kéo cho mình cho cái sợi len nó sát với cái đầu kim như thế này trên kim được hai đường móc tiếp tục đâm kim vào chân kế bên sau đó kéo len qua chân móc khi trên kim được ba mũi thì các bạn kéo len qua hết ba mũi trên kim ta sẽ có được một mũi giảm ha và lúc này mình sẽ có được cụm móc như thế này ba mũi mỗi chân sau đó là mũi giảm nè các bạn sẽ móc tương tự cụm này cho các chân còn lại cho đến cuối vòng ha ba mũi móc đơn mỗi chân mũi đầu tiên nè mũi thứ hai và mũi thứ ba có được 3 mũi mỗi chân rồi, hai chân móc kế tiếp móc cho mình mũi giảm ha. Đâm kim lần lượt vào hai chân, sau đó kéo len qua ba chân ta có được cụm thứ hai. Khi móc đến cuối vòng thì mình sẽ tạo ra được tổng cộng là 6 cụm móc như thế này, giảm đi được 6 mũi ha. Lúc này để ý ở cái phần thân dưới nó sẽ có cái độ bo nhỏ lại nè, giảm đi 6 mũi thì nó sẽ dần dần bo nhỏ lại. Hàng kế tiếp các bạn tiếp tục giảm mũi cho mình nè thì thay vì ở bên trên tăng mũi mình tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ lên còn lúc này giảm mũi tức là các bạn sẽ giảm cho mình cái số mũi móc đơn lẻ xuống một mũi cho từng hàng hàng móc của mình đang là ba mũi mỗi chân sau đó là mũi giảm thì các bạn sẽ giảm đi cái số mũi móc đơn lẻ này mình sẽ còn lại hai mũi ha các bạn sẽ móc cho mình hai chân liên tiếp mỗi chân là một mũi trước nè mũi đầu tiên và mũi thứ hai khi có được hai mũi thì hai chân móc kế tiếp móc mũi giảm ta sẽ có được cụm móc như thế này ha. Móc tương tự cụm này cho các chân còn lại cho đến cuối vòng. Sau khi móc đến cuối vòng thì mình cũng có được tổng cộng là 6 cụm móc như thế này, giảm đi được 6 mũi. Tiếp tục kết thúc vòng. Móc lên một mũi móc xích nè. Nó sẽ dần dần bo nhỏ lại hơn cho cái phần thân của mình ha. Thì cái hàng móc kế tiếp các bạn cũng làm tương tự cho mình. Tức là mình sẽ dựa vào cái hàng móc mà mình vừa mới móc. Các bạn sẽ giảm cho mình cái số mũi móc đơn lẻ xuống tiếp. Ở đây mình có hai mũi mỗi chân sau đó là mũi giảm. Thì bây giờ tiếp tục giảm đi một mũi. Các bạn sẽ có một mũi móc đơn, sau đó sẽ làm mũi giảm ở hai chân kế bên ha. Thì ta sẽ có được cụm móc như thế này. Móc tương tự cụm này cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Sau khi móc đến cuối vòng ta sẽ có được tổng cộng là 6 cụm. Các bạn sẽ nhồi cho mình một ít gòn vào bên trong cho cái phần thân của mình nó được cứng cáp hơn ha. Ta sẽ có được cái phần thân như thế này. Thì cái vòng mà mình vừa hoàn tất, một mũi móc đơn sau đó là mũi giảm sẽ tạo ra tổng cộng là 12 chân cho vòng kế tiếp. Lúc này các bạn sẽ móc cho mình vào 12 chân đó, móc cho mình 6 mũi giảm liên tiếp vào 12 chân này ha. Mũi giảm đầu tiên nè, ở chân đầu tiên và chân thứ hai ha, ta có được mũi giảm đầu tiên. Tiếp tục mũi giảm thứ hai. Sau khi hoàn tất được 6 mũi giảm liên tiếp thì đâm kim vào chân của mũi giảm đầu tiên, móc một mũi dời. Lúc này mình sẽ guốc lại cho cái mũi dời của mình nhỏ lại và không móc lên một mũi móc xích. Các bạn sẽ cắt cho mình lên ha mình sẽ cắt một đoạn len vừa đủ dài sau đó kéo sợi len qua và xỏ cái sợi len này vào trong kim khâu hàng mình vừa hoàn tất có 6 mũi giảm tạo ra 6 chân ta lần lượt đâm kim vào 6 đường móc bên ngoài của 6 chân đó ha đâm từ ngoài vào trong nè 6 đường móc bên ngoài đường đầu tiên nè mũi thứ hai nè mũi thứ ba mũi thứ tư mũi thứ năm và mũi thứ sáu Đâm kim được vào 6 cái mũi đó rồi guốc lại cho cái vòng tròn của mình nó bít lại nè. Sau đó giấu sợi len thừa vào bên trong. Ta sẽ hoàn tất được cái phần thân như thế này ha. Đối với những bạn nào mà khi mà mình tăng sai cái phần thân á, thì lúc giảm mũi các bạn cũng giảm cho mình tương tự như vậy. Cho đến khi mình đạt được 6 mũi giảm liên tiếp thì mình bít lại ha. Bây giờ mình sẽ móc phần nón. Ở đây mình đã hoàn thành được 4 hàng móc tăng mũi, công thức móc tương tự giống như cái phần thân ha. Vòng đầu với 6 mũi móc đơn nè. Vòng thứ hai với 6 mũi tăng. Vòng thứ ba sáu cụm một đơn và một tăng. Và vòng thứ tư 6 cụm 2 mũi móc đơn mỗi chân sau đó là mũi tăng. Lúc này cái phần nón của mình nè, nó sẽ có cái độ rộng bằng với lại cái độ rộng của phần đỉnh rồi. Thì mình muốn cho cái phần nón nó rộng thêm một chút nữa. Các bạn tiếp tục tăng cho mình thêm một hàng móc ha. Mình cũng tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ của hàng bên trên. Ở đây mình có hai mũi mỗi chân sau đó là mũi tăng thì bây giờ các bạn sẽ tăng cho mình thêm một mũi mình sẽ có 3 mũi móc đơn mỗi chân mũi đầu tiên mũi thứ hai và mũi thứ ba sau đó sẽ là mũi tăng ha như vậy là ở vòng móc thứ năm của cái phần thân nó mình sẽ có được cụm móc như thế này 3 mũi mỗi chân sau đó là mũi tăng móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng sau khi móc đến cuối vòng ta cũng có được 6 cụm móc tăng được 6 mũi ha lúc này cái phần nón của mình nó đã có cái độ rộng hơn so với cái phần thân từ trên đi xuống. Bây giờ các bạn móc cho mình một hàng móc móc đều để mình tạo cái độ sâu cho phần thân nón ha. Hàng móc thứ năm mình sẽ tạo ra được tổng cộng là 30 chân móc. 30 chân đó các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn cho hàng thứ sáu này. Mình sẽ có 30 mũi móc đơn vào 30 chân ha. Mũi đầu tiên nè, mũi thứ hai, mũi thứ ba. Khi móc đến cuối vòng tạo ra được cái độ sâu cho phần thân nón rồi, kết thúc vòng. Móc lên một mũi móc xích. Bây giờ mình sẽ móc cái phần thân hông cũng như là tạo cái phần dây cho cái phần nón của mình ha. Thì các bạn sẽ lấy cho mình tổng số mũi móc của cái vòng mà mình móc cuối cùng ở đây nè, 30 mũi, mình sẽ chia ra làm 3 phần. Các bạn sẽ móc cho mình cái phần thân sau là hai phần ha. Thì 30 mũi này mỗi phần sẽ là 10 mũi. Các bạn sẽ móc cho mình hai phần. Mình sẽ móc là 20 mũi móc đơn vào 20 chân. Mũi đầu tiên. Mũi thứ hai. Mũi thứ ba. Mũi thứ tư. Mũi thứ 20 nè. Sau khi đã móc cho mình được 20 mũi móc đơn, còn lại 1 phần 3 của cái vòng tròn cuối cùng này, thì 1 phần 3 này mình sẽ để làm cái phần mặt ở phía trước ha móc lên một buổi móc xích sau đó quay ngược đầu móc lại. Lúc này mình sẽ có 20 chân móc của 20 mũi móc đơn ở cái vòng mà mình vừa móc. Các bạn tiếp tục móc cho mình mỗi chân làm một mũi móc đơn. Ta sẽ có 20 mũi móc đơn vào 20 chân. Móc tương tự cho mình cho các chân còn lại cho đến cuối vòng. Sau đó thêm cho mình một hàng móc tương tự như vậy nữa để mình tạo được cái độ sâu cho cái phần thân nó phía sau ha. Khi hoàn tất được ba hàng móc móc đều rồi thì cái phần thân nó sẽ có cái độ sâu như thế này. Bây giờ mình sẽ tạo cái phần dây nè. Thì phần dây nó sẽ là cái số mũi của cái phần thân trên mà mình chừa ra. Mình sẽ có 10 mũi móc đơn ha. Thì các bạn sẽ móc cho mình 10 mũi móc xích tương đương với lại 10 cái chân móc kia. 3 nè, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 có được 10 mũi bằng với lại kích thước của 10 mũi mà mình bỏ qua bên này rồi thì đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên ở cái vòng móc này nha móc vào một mũi dời kéo dài sợi len và cắt len chứ không móc lên một xích nha ta sẽ đâm kim từ dưới lên trên vào chân móc mình vừa móc mũi dời kết thúc và kéo sợi len xuống phía dưới giấu sợi len thừa vào trong các cái mũi móc thì ta sẽ hoàn tất được cái phần thân nón như thế này khi mình đội vào trong thân nè Đây, ta sẽ có được một cái form nón như thế này ha. Bây giờ mình sẽ móc cái mắt ở hai bên. Các bạn sẽ tạo cho mình một vòng tròn. Móc và kéo len qua vòng tròn. Giữ nguyên vị trí này móc lên một mũi móc xích, sau đó móc vào vòng tròn ta vừa tạo là 8 mũi móc đơn ha. Móc đơn đầu tiên. Móc đơn thứ hai. Móc đơn thứ ba. Móc đơn thứ tư. Móc đơn thứ năm. Móc đơn thứ sáu. Móc đơn thứ bảy và mũi móc đơn thứ 8. Có được 8 mũi rồi kéo sợi len ngắn, guốc lại cho vòng tròn nhỏ lại. Đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Nhớ guốc lại cho cái mũi dời của mình nhỏ lại ha. Sau đó móc lên một mũi móc xích, ta cắt len ha. Khi cắt len thì nhớ cắt một đoạn len vừa đủ dài để mình khâu cái phần mắt này vào trong thân nón nè. Cắt những cái đoạn len thừa đi ha xỏ cho mình cái sợi len này vào trong kim khâu các bạn sẽ khâu cho mình cái phần mắt này vào trong thân nón thì mình có thể chia cái vị trí ở cái phần thân nón nè mình sẽ đặt ở chính giữa ha và chia đều cái mặt trước ra từ đây các bạn sẽ đâm cho mình vào cái chân móc của hàng móc giữa thứ hai và thứ ba hoặc là thứ ba và thứ tư ha thì tùy vào cách tăng sai ở phần nó mà các bạn có thể chia cho mình cái khâu cho phù hợp Khi khâu thì nhớ quốc mạnh lại cho cái đường khâu của mình nó khít lại Phần thân thì mình sẽ đâm kim vào hai chân móc nằm ngang Còn cái phần mắt thì mình đâm kim từ sau ra trước ha, vào chân móc liên tiếp Nhớ khâu một đoạn thì guốc lại cho cái mũi khâu của mình nó khít lại Sau đó giấu cái sợi len thừa vào trong mũi móc Như vậy là ta sẽ gắn hoàn tất được một mắt nè. Các bạn sẽ làm tương tự cho mắt còn lại ha. Bây giờ mình sẽ móc cái phần túi. Đầu tiên thì cần tạo cho mình một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn sau đó kéo sợi len dài để thành một nút. Móc lên cho mình 4 mũi móc xích để tạo cái bề rộng cho cái phần túi ha. Khi đã có được 4 mũi rồi nè, tạo được cái bề rộng cho cái phần túi rồi, móc lên một mũi móc xích. Bốn chân đó móc cho mình mỗi chân làm một mũi móc đơn. Mũi đầu tiên Mũi thứ hai vào chân thứ hai. Móc đơn thứ ba vào chân thứ ba. Và móc đơn thứ tư vào chân thứ tư. Đối với cái phần thân túi này thì ở chân móc cuối cùng mà mình vừa móc, móc thêm cho mình một mũi móc đơn nữa. Ta sẽ có hai mũi móc đơn vào chân cuối cùng này. Sau đó di chuyển kim đến ba chân còn lại, mỗi chân móc một mũi móc đơn. Ở chân móc cuối cùng thì cũng móc cho mình một mũi móc đơn vào chân cuối cùng luôn. Khi móc nhớ dấu len thừa nha Hoàn tất được hàng móc đầu tiên Đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên Móc một mũi dời Quốc lại cho mũi dời nhỏ lại Móc lên một mũi móc xích Thì như vậy là phần thân túi của mình Nó sẽ tạo ra cái độ rộng với 8 mũi móc như thế này Hàng kế tiếp các bạn sẽ móc cho mình vào 8 chân mà mình vừa tạo đó Mỗi chân móc một mũi móc đơn Ta sẽ có 8 mũi móc đơn vào 8 chân mũi đầu tiên nè mũi thứ hai khi móc đến cuối vòng thì kết thúc vòng cũng đâm vào chân đầu tiên móc một dời guốc lại móc lên một mũi móc xích sau đó các hàng kế tiếp sẽ làm tương tự như hàng mà mình vừa móc các bạn sẽ móc xe cho cái phần túi nó có được một cái độ sâu ha ở đây mình sẽ dừng lại ở phần thân túi với cái độ sâu ba hàng móc như thế này từ điểm kết thúc này móc lên một dây móc xích sao cho nó có cái độ rộng để mình quàng qua cái phần thân của móc khóa ha. Mình sẽ móc tầm khoảng 30 cho đến 32 mũi móc xích. Hoàn tất được độ dài của sợi dây đâm kim vào cái điểm đối diện. Móc một mũi dời. Kéo dài sợi len và cắt len. Mình cũng đâm kim vào từ trong ra ngoài vào chân móc ta vừa móc mũi dời, kéo cái sợi len vào bên trong và dấu len thừa vào trong các cái mũi móc ha thì như vậy là ta sẽ hoàn tất được cái phần thân túi cho móc khóa của mình nè để cho họa tiết của mình nó cố định á thì các bạn có thể dùng keo và mình đính cố định các cái họa tiết lên trên thân khi đến cố định thì nhớ canh chỉnh cho họa tiết của mình nó đều lại ha sau đó đính cố định các họa tiết tiếp tục sử dụng cho mình khoen móc khóa mình sẽ gắn ở trên đỉnh của nón nè tùy vào khoen móc khóa mà các bạn sử dụng các bạn sẽ đính cho mình cho phù hợp với phần thân ha đây là mẫu khoen mà mình sử dụng nè nó sẽ có một cái g ở đây ha tháo cái g ra sau đó mình à, luồn vào trong cái khoen mà mình gắn và khóa lại ta sẽ có được một cái dây móc khóa như thế này bây giờ mình sẽ trang trí ha sử dụng cho mình keo nến đính hai mắt ở hai bên trên của thân nón nè sau đó để tạo cái phần mặt thì sử dụng cho mình len màu đen các bạn sẽ đâm kim cho mình chọn hai cái vị trí tương đương ở phần mặt hai cái mắt nó sẽ cách nhau tầm khoảng 3 cho đến 4 chân móc ha và phần mắt của mình nó sẽ có cái độ cao là một hàng móc cách nhau tầm khoảng 4 chân móc nè tiếp tục luôn xuống phía dưới để tạo mắt thứ hai và để cho phần mắt của mình nó có cái độ dày hơn các bạn có thể đâm kim cho mình khoảng tầm 2 cho đến 3 lần như vậy ha giúp cho phần mắt của mình nó dài dặn hơn. Sau khi hoàn tất rồi thì cắt cái đoạn len thừa đi. Ta sẽ có được hai mắt của họa tiết rồi nè. Tiếp tục đến phần miệng thì khoảng cách bốn cái chân móc đó các bạn sẽ đâm kim vào chân thứ hai và thứ ba ha Mình sẽ tạo cái khung miệng nè. Thì khung miệng cũng làm tương tự mình có thể đâm kim hai cho đến ba vòng để cho cái phần miệng nó dài dặn hơn ha sau đó cắt cái đoạn len thừa đi. Như vậy là mình sẽ hoàn tất được một mẫu móc khóa xinh xắn như thế này. Mẫu này thì các bạn có thể tăng giảm sai hoặc là mình cũng có thể thay đổi màu tùy thích để ta gắn làm móc khóa cũng được hoặc làm thú ôm cũng được ha. Khi thực hiện có điểm nào không hiểu thì để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc nha. Chúc các bạn móc thành công!